Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một sản phẩm cục đẩy đến từ thương hiệu Zesso. Model của nó là Dingdan Power. Dingdan Power. Đấy, con này rất là giống các đời NAP. Mã của nó thì em không nhìn thấy đâu cả. Thì nhìn là có mã đây mới xếp tẩy đi sao này. Nhìn này. Đấy. Có mã đây không biết là mới xếp tẩy đi. Con này là máy thuộc dòng NAP Cooper. Đấy. Và model của nó hình như là 10.000 hay 14.000 quy gì đấy. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem nhé. Này vừa về hàng. Hàng của này là thuộc dạng là hiếm có khó tìm. Săn đón tìm mua mãi mới kiếm được. Nhưng mà giá của nó rất là cao nhé. Vẫn thơm mùi sự. Vẫn thơm mùi mùi linh kiện. Đấy. Cái máy của nó đây. Đó. Phần nguồn 4 tụ nguồn. Phần nguồn sau thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tụ sau. Máy sử dụng mạch TD. Nên là cho chất lượng đánh ra trong sạch, sắc nét, chi tiết. Đó. Mạch TD nhá, nguồn, sung. Con này chuyên đánh này sau sự kiện. Các bác có tải 8 ôm rồi, tải 4 ôm rồi. Con này tải được cả 2 ôm nhá. Nhưng mà khuyên dùng là các bác nên dùng 4 ôm thôi. Bởi vì 2 ôm là vắt gần như là hết kiệt công suất của nó mất. Đó. Đây, dây nguồn này, nguyên đang nguyên kiện này. Đó, XNR input công suất là 2500W tiêu thụ. Con này nôm na nó cứ tầm 1000 đến 1100W một kênh, 8 ohm và 4 ohm của bác thì cứ nhân đôi lên thôi. Nó vào tầm khoảng tầm 1900 đến 2000. Đấy. 1900 đến 2000W một kênh, 8 ohm. À 4 ohm. Nếu mà các bác dồn hai kênh là một thì công suất nó cứ thế mà nhân đôi lên thôi. Đó. Rất nổi tiếng, rất xịn sò và cũng rất là đắt tiền. Kéo mấy trăm nghìn nữa là 10 triệu. Cả một gia tài trên cái ghế đỏ. Trời ơi. Zesso Dingdan Power. Con này mã của nó hình như là 10.000 quy. Mã con này như là 10.000 quy. 14.000 quy cũng có. Đây là mặt trên nhá. Mặt dưới thì em không bảo đâu. Đó. Mặt dưới thì linh kiện nó cũng tương tự như này. Đấy. Mà cái loại này là TD này là hiệu suất mạch của nó rất là cao. Các bác nhìn sò đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con sò một vế. 8 con sò một kênh công suất. Điện cấp nguồn này. Con này điện áp không biết là bao nhiêu vôn này. Rất là cao. Tụ nguồn 200V. 2700i. Đấy. Đây nó cũng tụ nguồn 200V. Dạ. Cháu chịu, cháu không biết à. Mấy bác hỏi là hôm nay có thu tiền điện chưa. Đấy. Đây là phần mạch trên nhá. Mạch dưới thì nó sẽ cách qua một cái lớp này xuống cái mạch dưới. Đó. Mạch dưới là cái mạch xử lý tín hiệu luôn. Đấy. Gọi là mạch trong mạch. Đó. Đây là kênh A, B, dưới C, D. 4 kênh này. Chỉ có nin này. Noát này. Output kênh A, kênh C này. Đấy. Đó, có thế thôi. Đây là người ta còn ghi gì đây. 1 in 4, 1 in 4. 1 in 4 này, tức là vào 1 ra 4 còn 4 channel. Nó 4 kênh luôn. Đấy, bấm cái này nó kiểu mono mới sell thôi. Đó. Đây còn các chế độ như là gain in này. Độ nhạy tín hiệu này, volume điện áp ủi hồi, volume luôn cả điện áp này. 150V, 121V, 101V, 83V này, 70V này, 56V này, 47V, 38V này. Tức là có thể tùy chọn được cái chế độ mức đánh, rất là xịn sò. Con này thì em cũng không dám sờ ở đây. Cứ kệ đấy thôi. Đó. Máy rất là xịn sò nhá, kém có mấy trăm nghìn nó thôi là 10 triệu. Nên là các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. Bây giờ em sẽ tiện đây có loa đây em test thử luôn. Đáng lẽ là làm video test riêng nhưng mà thôi tiện cái quay test luôn. Thì thoảng vớ được mấy con hàng hiếm này. Cũng hỏi thăm mãi mới dám lấy đấy chứ. Có phải là dám hô mưa gọi gió đâu các bác ạ. To mồm mà hô mưa gọi gió cái là người ta bảo thì lấy được bao nhiêu con mà ông to mồm thế. Xin ý kiến mãi mới được có 1-2 con. Đầu tiên là lấy một con về review đã. Còn các bác nào đấy thì em sẽ tiếp tục lấy thêm hàng thôi. Hàng này không có nhiều đâu nhé. Dự đoán kênh của em chỉ bán được 6 chiếc thôi.
từ giờ đến 2 tháng nữa. Cứ mỗi tháng là 1-2 con thế thôi, không ăn được nhiều đâu. Đó. Ok, thì bây giờ em sẽ test thử với chiếc B3 215 này nhá. Đấy. Test thử coi nó gần hết công suất rồi nào. Đánh chỉ sợ noi noi ra ngoài. Đây, bây giờ em sẽ test thử kênh A nhá. À, cắm này 1 2 3 4 ăn riêng nhá. Kênh A. Ok, kênh A. Kênh B này. Ok, kênh B nhá. Nghe thì ông cũng test nhanh thôi. Chứ bây giờ ngồi test tỉ mỉ, test kỹ test đâu thì hơi nằng nhằng tí, tắt đĩa. Cái jack này hơi khó tháo. Đấy, thôi bây giờ phải tắt video đi ạ. Đấy, bây giờ bật nguồn đi nhá. Đấy. Ok đúng không? Kênh C này, bây giờ sang kênh D nhá. Kênh D. Rất tuyệt vời. Nói chung bây giờ mà có 4 loa thì chơi con này mới gọi là bất kiệt công suất, nhưng còn bây giờ có 2 loa à, có 1 loa. Một con đẩy, một cái loa. Đấy. Ok, test thử để test ngắn thế thôi nhá. Hôm nào phải kiếm cái loa to to khủng khủng tí để test thử nó mới hết công suất được. Chứ bây giờ test thì cũng chỉ một loa rồi, test nậu cũng thế thôi. Đó. Ok, các bạn nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhá. Gần 10 triệu một con cơ. Cụ thể bao nhiêu thì liên hệ trực tiếp nhá. Đấy. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.